Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái hoành hành luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Đáng nói, sự bùng nổ của các kênh bán hàng online lại càng tiếp tục khiến tình hình khó kiểm soát. Theo đó, vấn nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng hoành hành những năm qua đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Vấn nạn này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí tính mạng của người tiêu dùng, mà còn khiến những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính phải khổ sở, lao đao, môi trường kinh doanh méo mó. Nghiêm trọng hơn, vấn nạn này còn đang kìm hãm sự phát triển của cả xã hội. Điều đáng nói, dù những hệ lụy đã hiển hiện, nhưng nhiều người vẫn đang ngày đêm công khai bán hàng nhái, hàng giả trên các trang mạng xã hội. Trong số đó có không ít những nghệ sĩ nổi tiếng hoặc mang danh nghệ sĩ trong showbiz cũng tham gia. Theo nhà văn hóa, nhà biên kịch Chu Thơm, việc nghệ sĩ làm quảng cáo là công việc tay ngang. Ở một góc độ nào đó có thể cảm thông cho các nghệ sĩ bởi họ cũng cần phải có thu nhập để lo toan cho cuộc sống. Thế nhưng, khi chưa có kiểm chứng, chưa có thông tin một cách đầy đủ mà đã thổi phồng các chức năng của sản phẩm một cách quá đà, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thì cần phải nghiêm khắc xử lý. Trước hiện trạng đã nêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã và đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lập danh sách các nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo không trung thực và xây dựng quy trình xử lý các trường hợp không tuân thủ các quy định về quảng cáo. Trong đó, dựa trên quy tắc ứng xử đối với người tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập danh sách và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xử lý nghệ sĩ vi phạm căn cứ trên vi phạm về chuẩn mực đạo đức quy định trong bộ quy tắc ứng xử. Hai bộ sẽ thông tin đến các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, truyền hình nhằm kiểm soát hình ảnh của nghệ sĩ vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong các hoạt động công tác xã hội và hoạt động quảng cáo. Cùng với hoạt động đã nêu, hiện tại, hai bộ cũng phối hợp xây dựng quy trình xử lý nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm hoạt động quảng cáo. Dự thảo quy trình này đang được lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan. Sau khi hoàn thiện, hai bộ sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền. Danh sách các nghệ sĩ vi phạm cũng như quy trình xử lý nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm quy định về quảng cáo sẽ được hai bộ thường xuyên trao đổi, cập nhật và sẽ cung cấp sớm cho các cơ quan báo chí. Cũng phải thừa nhận rằng, để dẹp được tận gốc tình trạng hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng luôn là bài toán cực kỳ nan giải. Bởi từ shop nhỏ đến cửa hiệu lớn, từ chợ đến các trung tâm thương mại hoặc cả trên mạng và các sàn giao dịch điện tử đều đầy rẫy những mặt hàng dạng này. Kính mắt, quần áo thời trang, giày dép cho đến các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đều được công khai giao bán với giá rẻ như cho. Vừa qua, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén quy mô lớn. Cơ quan chức năng cho biết trước đó khi tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện và thu giữ 1.404 can nước giặt các loại, 480 can và 2.934 chai nước rửa bát đĩa. Hàng ngàn can nhựa, chai nhựa, bìa các tem nhãn và các loại máy móc dùng để đóng gói sản phẩm. Tất cả các tăng vật thu giữ đều liên quan đến một đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén. Quá trình điều tra đường dây này, Công an thị xã Nghi Sơn kiểm tra nhiều điểm tiêu thụ sản phẩm ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thu giữ thêm 829 can nước giặt các loại, 359 can và 684 chai nước rửa chén, 1.476 chai nước tẩy rửa. Các sản phẩm đều được làm giả các nhãn hiệu lớn trên thị trường. Cơ quan chức năng cho biết, các bị can đã tổ chức mua các loại hóa chất, thiết bị sau đó pha chế thành các loại nước giặt, nước tẩy rửa và đóng gói giả các nhãn hiệu khác nhau. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các bị can tổ chức vận chuyển, phân phối sản phẩm đến nhiều cơ sở kinh doanh ở các tỉnh, thành phố để tiêu thụ. Trước đó, tại Hà Nội, đội quản lý thị trường số 9, quản lý thị trường Hà Nội cũng đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho hàng hóa với hơn 28.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ tiện ích cá nhân do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở khai nhận đang thực hiện kinh doanh bằng hình thức online trên sàn thương mại điện tử. Có thể thấy vấn nạn hàng giả, hàng nhái chưa bao giờ hết nhức nhối và luôn làm đau đầu các cơ quan quản lý. Hàng giả, hàng nhái đã và đang len lỏi vào từng ngõ ngách, có mặt hầu hết các phân khúc của thị trường, từ các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ cho đến những siêu thị, trung tâm thương mại lớn và hiện nay đang tung hoành trên các chợ mạng.
Hàng thật giả trên chợ mạng rất khó nhận biết, trong số đó hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là những mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn, mua sắm nhiều. Nhưng đây lại là những mặt hàng không những có nguy cơ bị làm giả nhiều nhất mà còn khó quản lý bởi những quy định hiện hành. Đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chia sẻ, việc các website và các trang mạng xã hội được tạo ra và đóng lại nhanh chóng khiến lực lượng chức năng rất khó kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm. Khi lịch sử giao dịch bị xóa, việc khôi phục giao dịch cũng là thách thức với cơ quan quản lý khi có hàng triệu thông tin về giao dịch được truyền tải trong mỗi giây. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, các hành vi kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc ngày một phức tạp tinh vi, diễn ra trực tiếp và thường xuyên hơn trên môi trường trực tuyến. Song trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng quản lý thị trường cũng gặp nhiều thách thức, khó khăn. Đơn cử như các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng lập và sử dụng nhiều tài khoản riêng để thực hiện việc kinh doanh hàng hóa trên nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok. Các hoạt động này gây khó khăn cho lực lượng trong công tác xác minh địa điểm, kho hàng. Theo ông Lê, đối với các giao dịch trên mạng xã hội, việc chứng minh giao dịch thương mại là rất khó khăn, phức tạp. Người mua, người bán trao đổi qua inbox cá nhân, hàng hóa vận chuyển qua dịch vụ vận chuyển, logistics hoặc qua đường bưu chính, thanh toán trực tuyến bằng tài khoản cá nhân. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tìm nơi cất giấu hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường phải phối hợp tạo lập bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Ông Lê cho biết, lực lượng quản lý thị trường đã định hướng thay đổi toàn diện phương thức hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Theo đó, lực lượng sẽ ưu tiên phòng ngừa, giám sát, tăng cường kiểm tra đột xuất, chuyên đề, hậu kiểm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng quản lý thị trường tinh nhuệ, chủ động, thống nhất, phản ứng nhanh, liên tục, thông suốt hiệu quả 24/7. Đặc biệt, lực lượng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn tập trung, đưa các giải pháp về công nghệ áp dụng vào quá trình giám sát, phòng ngừa, tập trung triển khai đề án về phòng chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên chợ mạng, một số ý kiến cũng cho rằng các chủ thể từ người bán, người sản xuất cho đến người tiêu dùng đều phải có trách nhiệm trong công tác đấu tranh. Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, cần sự chung tay của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn bảo vệ thương hiệu thì cần nâng cao tinh thần chủ động, chứ không phải đợi cơ quan chức năng. Còn người tiêu dùng muốn bảo vệ mình thì người tiêu dùng phải trông cậy vào các hiệp hội là những người đại diện cho mình hoặc các luật sư thành một cơ chế hợp tác đa bên để giải quyết vấn nạn trên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.